Nằm ở phía tây Hà Nội, thị xã Sơn Tây được biết đến là vùng đất địa linh nhân kiệt. Có thể nói, mỗi tấc đất của Sơn Tây đều đậm đặc những di sản về lịch sử, văn hóa. Không chỉ thế, những công trình của vùng đất này được xây dựng bằng một loại vật liệu đặc trưng rất riêng của xứ Đoài, đó là đá ong. Ở xứ Đoài thì có hàng trăm hàng ngàn những công trình được xây dựng bằng đá ong. Tuy nhiên, một trong công trình phải kể đến đầu tiên đó chính là thành cổ Sơn Tây. Thành cổ Sơn Tây được xây dựng vào đời vua Minh Mạng thứ 3 năm 1822. Đây là chứng tích lịch sử đầu tiên và duy nhất được xây bằng đá ong với tổng diện tích khoảng 20 hectare với nhiều hạng mục công trình như kỳ đài, giếng ngọc, vọng cung. Tại thành cổ Sơn Tây, với diện tích khoảng 20 hectare như vậy thì những công trình được sử dụng đá ong để xây dựng thì chiếm bao nhiêu phần trăm hả anh? Với vai trò lịch sử là một ngôi thành quân sự án ngữ phía tây kinh thành Thăng Long có vị trí vai trò rất là lớn. Đối với người dân xứ Đoài thì đá ong có ý nghĩa thế nào trong đời sống hả anh? Những viên gạch đá ong như em nhìn thấy đây luôn là niềm tự hào của người dân vùng xứ Đoài này. Nó thể hiện cốt cách, tâm tình rồi những nỗi niềm của người dân vùng xứ Đoài qua bao nhiêu thế hệ. Không chỉ sử dụng đá ong để xây dựng thành cổ đâu ạ, mà trong đời sống hàng ngày thì đá ong còn được đưa vào để xây dựng nhà cửa nữa. Và người dân xứ Đoài thì đã sử dụng đá ong như thế nào để mà làm nhà thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ngay bây giờ. Để chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp và tính ứng dụng của đá ong tại xứ Đoài, tôi ghé thăm làng cổ Đường Lâm. Ngay đầu làng là chiếc cổng bề thế được xây dựng bằng đá ong như thế này. Càng đi sâu vào trong làng, càng mới thấy hết tính ứng dụng của đá ong tại đây. Từ lớp đá nằm sâu dưới lòng đất, hàng nghìn năm qua, đôi bàn tay khéo léo, sự kỳ công đục đẽo, từng viên đá hiện lên đẹp kỳ lạ. Thậm chí không chỉ là những viên gạch xây nhà, đá ong còn được chế tác khéo léo thành những vật trang trí đẹp mắt. Hiện nay tại Đường Lâm thì có bao nhiêu ngôi nhà được xây dựng bằng đá ong ạ? Trong 956 ngôi nhà truyền thống ấy, thì gồm có cả nhà cổ loại 1, loại 2, các nhà cũng có một chút phá chút kiến trúc mới thì được sử dụng tất cả bằng các loại vật liệu đá ong này. Có những nhà sử dụng 50-70% và có những nhà thì mặc dù là sử dụng các loại vật liệu mới thì vẫn phải giữ một chút, tức là 20-30% bằng vật liệu đá ong. Những viên gạch đá ong này khi mà xây lên nhà ở thì nó có đặc tính là rất là mát về mùa hè. Và các bạn đã biết ấy, ở khí hậu ở vùng phía tây xứ Đoài này rất là nắng nóng về mùa hè. Cho nên người ta sử dụng cái này thì rất thích hợp và mùa đông thì cũng rất là ấm áp. Với người dân Sơn Tây, không nguyên vật liệu xây dựng gì có thể thay thế được cho đá ong, phần vì tính ưu việt của nó, nhưng phần nhiều hơn là vì trân quý giá trị mà ông cha đã để lại. Những công trình tâm linh tại Đường Lâm cũng không thể thiếu được bóng dáng của những viên gạch đá ong rêu phong, xù xì như chùa Mía, ngôi chùa nổi tiếng với những pho tượng cổ đẹp nhất Việt Nam, hay ngôi đình Mông Phụ nằm ngay giữa làng. Những viên gạch cũ là dấu xưa còn đó, những viên gạch mới là viết tiếp truyền thống. Cũ, mới, đan xen để làm nên vẻ đẹp không thể thay thế cho vùng đất xứ Đoài. Khi đã thỏa sức chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi làng cổ, cũng là lúc nghỉ chân thưởng thức ẩm thực của vùng đất này. Trong căn nhà đá ong mát rượi, nhấp ngụm chè xanh, cắn miếng kẹo lạc, kẹo dồi giòn tan, ngọt bùi để thấy được cả hương vị làng cổ trong từng tấm quà quê.